Hôm nay chúng ta sẽ đến phần uh, điểm tin chiến sự trong vòng 24 giờ một ngày có thể nói rất bận rộn đối với hai bên. Đầu tiên thì uh, hãy nói về cuộc tấn công của Ukraine và biển đen đi, bằng khu vực Crimea đi để cho đỡ quên quý vị. ạ. <laughs> uh, cái vụ tấn công 12 quả ATAC ngày hôm qua thì Ukraine nói rằng xóa sổ hết hệ thống phòng không ở Crimea rồi vì nhắm vào ba sư si đoàn phòng không của nga. Uh, thế nhưng mà Thông thường ấy, thì sau khi họ xóa sổ xong phòng không của Nga, nếu có, thì họ sẽ tấn công tiếp theo các mục tiêu uh, chính. Bởi vì cái mục tiêu xóa sổ phòng không thì sau đó sẽ là mục tiêu quan trọng. Thế nhưng mà đã hơn 12 từ giờ hôm qua rồi, cũng không có thông tin gì thêm. À, như vậy cho thấy rằng phía Nga thì không nói gì liên quan tới việc đó. Còn Ukraine thì cũng chỉ có nói mồm thôi, cũng không có bằng chứng gì. Và với việc họ không tấn công thêm như vậy, cho thấy đấy là những cái... Um, những cái suy nghĩ mang tính chất uh, phỏng đoán, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là họ cứ tấn công về đấy là nó sẽ xóa sổ. Và có thể nói là thất bại. Những cái tài khoản của Ukraine ở trên uh, Twitter ấy, thì sau khi nghe tin này thì có hàng nghìn tài khoản đã gọi là tổ chức ăn mừng. Kiểu như là cái mũ sinh nhật ấy. đấy, vui vui vẻ vẻ đấy. Nhưng mà chắc là cũng không được bao lâu. Nhưng mà cơ bản thì người ta luôn rất thích nghe những thông tin như vậy. Và chính vì lý do đó cho nên chúng ta thấy nó xuất hiện thường xuyên. Về chiến dịch biên giới thì hôm nay chúng ta có thêm thông tin về việc là phía Nga, quân Akhmat tức là đặc nhiệm Czech Nha và quân Wagner thực sự là họ đã tham gia vào cuộc trận đánh trong ngày hôm qua ở cái làng đó. Còn chiều hôm nay thì có thông tin về việc Ukraine đã phản công và họ đang nói rằng phản công để chiếm lại một vài những khu định cư ở trong khu vực làng. Như vậy là câu chuyện đó đã diễn ra có thật và bây giờ thì Ukraine đang phản công. Còn chúng ta chưa thấy bất kỳ một thông tin nào để nối đuôi với lại cái thông tin mà chúng ta đã nhận được trong 24 giờ qua. Trước khi đến thay đổi rất lớn trong ngày hôm nay liên quan tới thành trì, chúng ta sẽ đi qua khu vực Khắc Cốp. À, đến chiều hôm nay thì hoàn toàn đã có thể xác nhận được về những đợt phản công của Ukraine ở hướng Khắc Cốp. Đến thời điểm này thì có thể nói rằng là Ukraine đã phản công đến đây, và đến khu vực này. Đấy có nghĩa rằng là gì có nghĩa rằng là giống y những gì mà buổi sáng tôi vẽ cùng quý vị đấy nó không có cái gì thay đổi và một cái điều đáng ngạc nhiên là họ chỉ tấn công dồn dập vào khu vực này bởi vì tại sao ở đây nó có một cái, một cái cụm pháo đài công sự của phía nga nhưng mà cái điều đáng nói là gì nó vừa có công sự pháo đài nhưng mà nó lại nằm lọt thỏm ở cái cao điểm sườn phía trái và khu vực trung tâm của sườn phía phải cho nên là khu vực này ukraine À, và họ tiếp tục đưa quân vào đánh chiếm, nhưng mà khả năng đánh chiếm thì rất thấp, mà đánh được thì chưa chắc đã giữ được. Nhưng mà cũng không hiểu tại sao, Ukraine lại tiếp tục tung quân vào. Và nướng khá nhiều uh, quân cộng với lại trang thiết bị vũ khí ở cái khu vực này. Một cái con đường có thể nói là bây giờ thành một cái con đường tử lộ. Như vậy chúng ta thấy rằng phía Nga đã rất nhanh chóng để mà trong chiến dịch của họ, họ đã nhanh chóng thiết lập được một cái... Uh một cái thế trận đúng không à. ạ? nó rất là tai ác đấy đối với Ukraine thế trận này rất khó chỉ có Ukraine đánh khai thác vào cái điểm cao điểm này thôi nhưng mà tiếc rằng họ cũng không làm được nhiều đối với cao điểm này cho nên là những vụ tấn công theo cách này có rất khó để có thể tạo ra kỳ tích cũng giống như ở Rabutine thôi nhưng mà nếu họ tiếp tục họ làm hàng tháng rồi thì tôi nghĩ rằng họ cũng có thể khoét được cái phần này phần kia nhưng mà cơ bản chúng ta thấy họ mất rất nhiều lực trong đợt tấn công đầu giống y như cái lần ở Rabutine về 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 đấy quý vị còn ở cái hướng bên này thì vẫn thấy những thông báo về các cánh quân nga đang tấn công về hướng Zelene nếu mà xét về cái yếu tố như thế này này quý vị nếu như mà chúng ta xét theo cái cách làm của nga là chiều hôm nay họ chính thức thông báo về giải phóng hai cái làng ba cái làng buổi sáng chúng ta đang nói đấy mà không hề có một cái trận đấu nào đấy tức là không hề trận đấu nào thì cũng rất có khả năng à, biết đâu được đúng không ạ tự nhiên cái làng zelene này nó sẽ rơi vào tay phía nga à, đấy bây giờ thì có thông tin về việc giao tranh dữ dội ở khu vực này à, và không biết là đánh đấm thế nào nhưng mà nếu mà ukraine đang phản công dữ dội bên cánh trái mà họ thất thủ cái làng này thì thôi đấy có nghĩa là toàn bộ các hướng phản công là phải lui về thủ hết. Lui về đây để thủ bằng được cái này và phản công hướng này, chứ còn các cánh khác là phải tạm bỏ dở đấy. Đấy cho nên là rõ ràng là cái diễn biến phía Nga đã rất tinh quái thì họ tấn công vào đúng cái khu vực sát sườn của hướng bên cạnh, đúng không ạ? Và có khả năng những ngày sắp tới họ tiếp tục khai thác cái cái miếng đánh đó. Theo cá nhân tôi cảm nhận là một cái hướng tấn công phá vây của phía Nga rất lợi hại, rất rất lợi hại. Bởi vì Ukraine kể cả họ chiếm được làng Hiboke này mà nếu như mà họ để cho Nga chiếm được một vài làng ở khu vực này thôi thì Nga sẽ lấy lại cái đó rất dễ và không những mất cái đó mà còn mất cả những cái làng quan trọng để nối liền hai cái khu vực với nhau đúng không ạ? Ở đây Nga có ba làng liên thủ này, sát nhau này, đằng trước có hai cái làng khá lớn. Như vậy là có một cái chuỗi phòng thủ khá kiên cố, có cao điểm ở đây nữa. Rất khó để có thể đánh theo cách này. Và đấy là chúng ta phân tích tình huống chiến sự thôi, còn thực tế cũng không biết như thế nào. À, thêm hai tiểu đoàn nữa bị mất sức chiến đấu, đã phải về hậu phương để hồi sinh. Ở đây thì lữ đoàn 82, dù sung kích, cũng đã được di chuyển về hướng phía Chu... Đâu rồi? Đây, Chu Huy. Và như chúng ta dự đoán là, nếu mà di chuyển về đấy để hồi sinh thì không khéo là sẽ ăn tên lửa của Nga Và chiều hôm nay đã có tên lửa Iskander bắn vào khu vực này rồi Không hiểu là có gây ra tổn thất lớn hay không Thế còn ở đây họ đã điều thêm một lữ đoàn, vài lữ đoàn mới Trong đó có một cái lữ đoàn đang xung kích lên phía trên Nhưng mà lữ đoàn đấy nó mới được thành lập từ năm ngoái Và là một lữ đoàn bộ binh đấy Và có thể nói rằng đấy rất nhiều những ông già, đúng không ạ, những cụ già xin lỗi Vâng Phạm Húy sẽ giao chiến với Nga ở phía này và đang khoét vào cái cánh ở phía Đông Bắc này. Đấy. Thì cũng không biết là bây giờ nó như thế nào nhưng cơ bản là Nga nắm khá rõ những cái lộ trình của Ukraine di chuyển quân, nắm rõ được lực lượng quân nào đóng ở đâu, tham chiến như thế nào. Cho nên là cái 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 và cái tiên lượng của cuộc phản công này có vẻ như phía Nga họ đã có hết bản đồ rồi, đúng không ạ? Và họ đã khiến Ukraine làm theo một cái sở thích, một cái gì đấy lợi thế đối với họ bây giờ thì tôi vẫn chưa thấy một cái gì uh, có cái lợi thế đáng kể cho ukraine không biết cái góc này thì đến đâu nhưng mà phía nga vẫn đang tích cực tấn công vào cái 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 nhà máy mà mất đường về của ukraine ở đây này khả năng họ chiếm được lại nhà máy là rất cao và lần này thì tôi sẽ phải làm uh, nản trí một số các fan hâm mộ ukraine ở đây đây uh, phải nói về cái mặt trận khắc cốp này nhân cái ngày kỷ niệm tròn một tháng đúng không ạ uh, một tháng đã trôi qua rồi uh, phía nga sau một chiến dịch chớp nhoáng đã sọc thẳng vào trận địa ở vùng lớn nhất của Ukraine, đánh chiếm ở những địa điểm sâu nhất 12 km so với giới tuyến. Đúng vào ngày 10 tháng 5, đúng không ạ? Cách đây một tháng. Quân Ukraine đã không thể giữ được chân quân Nga và đã rút khoảng độ trên dưới 300 km vuông. Sau khi Nga chiếm được hai cái thành lớn, à không, tiếp chiếm được vào mười mấy thành, thì họ tiếp xúc vào và chiếm một nửa thành Vô Chan ở phía Bắc và áp sát vào thành Lipsi ở bên phía trái. Đúng không ạ. Ngay lập tức là họ củng cố trận địa và họ bồng im ở đó. 12 lữ đoàn của Ukraine được đưa lên. hai trung đoàn đặc nhiệm. 10 tiểu đoàn uh, bộ binh. 12 đơn vị trinh uh, sát và tấn công UAV. Và rất nhiều những đơn vị khác của GUR, SBU đã tức tốc điều động từ các hướng khác lên để ứng cứu khắc cốp. Đúng không, quý vị? Và từ đó thì họ đã làm chậm cái bước tiến của Nga ở hướng khắc cốp. Điều đấy ai cũng nhìn thấy. Và Ukraine nói rằng là Nga đã thất bại. Cũng giống như là người Mỹ nói rằng Nga đã thất bại ở khắc cốp và như là họ đã thất bại trong cuộc chiến này rồi. Putin đang chật vật để giữ lại cái ghế của mình và liên tục phải đưa ra những quyết định điên rồ, đại loại như vậy. Thế nhưng mà nếu để ý tới một cái yếu tố mà đến ngày hôm nay ấy, quý vị nhìn đấy. Chiều nay thêm 2 3 thành nữa dụng. Cộng với buổi sáng tính đến ngày hôm qua 2 3 thành dụng, đúng không ạ? Cộng với từ trong tháng vừa rồi nữa, rất nhiều thành dụng. Số lượng Nga chiếm được lãnh thổ trong tháng này kỷ lục mọi thời đại. Tổn thất trong tháng này kỷ lục mọi thời đại. Đúng không, quý vị. Thế thì có nghĩa rằng là tất cả nó đều liên quan tới khắc cốp chứ nó còn liên quan đến cái gì nữa đâu mà nói rằng đó là thất bại. Trong khi đấy tôi chỉ cần nói mỗi cái việc là khắc cốp đã kéo dài chiến tuyến ra 70 km và chiếm 300 km vuông mười mấy thành, gần 20 thành cộng với tiêu ha mỗi ngày trên dưới 200. Đấy là một cái thành công cực kỳ lớn rồi. Còn tôi chưa nói đến cái việc là Ukraine phải đem một tỷ thủ quân lên để mà giữ cái khu vực này. Đúng không, quý vị? Và những nơi khác thì mất rất nhiều nên là nếu mà chúng ta còn cái khả năng để suy nghĩ một cách độc lập thì chúng ta thấy rõ ràng mặt trận khắc cốp là một cái cơn ác mộng với Ukraine và và phương Tây. Và tiếp tục nó sẽ còn ám ảnh nữa quý vị ạ. Bò thì thương vương thì tội. Đây là một cái đòn cực ác hiểm của phía Nga. Không thể nào rút quân đi được. Rút đi bây giờ là chắc chắn là ăn đập mà Nga đã đánh ở Sumy thì điều đấy nó có cái tín hiệu đấy là giúp đi cũng không được mà thậm chí là bây giờ phải nhồi thêm quân vào đấy mà nhồi thêm lên cả sumi nữa chứ cũng không phải là chỉ được mỗi khắc cốp đâu mà không khéo còn ở những chỗ khác nữa cơ vâng thôi được rồi chúng ta nói như thế tôi không thì là lại nói là nói xấu đúng không ạ nhưng mà quý vị thấy tôi chúng tôi nói, nói công tâm không ạ rất chuẩn đó, đúng không ạ? không có một cái gì liên quan tới tư lợi trong cái việc này tư tâm cả vâng chúng tôi đang nói về việc nga đã đồng loạt tuyên bố về hôm nay là thông tấn xã TASS của họ đã trích dẫn quan chức của Bộ Quốc phòng Nga để nói rằng là họ đã giải phóng làng Tim Cốp Ca. làng ở đây mà chúng ta thường nói làng vô danh đấy. Làng Tim Cốp Ca sau khi đánh chiếm 2 km vuông, 2 km từ hướng Đông Bắc và họ đã giải giải tán, giải quyết, à xin lỗi, giải phóng cái làng này và họ đã tiếp vào xúc vào phía bắc của làng Ivaneska nơi mà Nga đang cố gắng mở những cuộc xung kích trong những ngày gần đây nhưng mà chưa chiếm được làng. Như vậy là với việc làng này nó dụng rồi thì làng này cũng sẽ dụng theo rất nhanh. Đúng không, quý vị. Một này. Tiếp theo nữa thì một loạt các cái làng phía dưới này mà chúng ta nói rằng những ngày vừa qua nó quá là là, là mập mờ đúng không ạ? Thì chiều nay chúng ta đã có thêm thông tin là cũng thông tấn xã tass nói rằng phía nga đã chiếm của ukraine làng andipka thật rồi Đấy chiếm hoàn toàn rồi thế xong rồi cách đây khoảng 5 phút nữa thì uh, cũng tass nói rằng là uh, chiếm họ chiếm luôn cây làng miazaravka của phía ukraine rồi như vậy là ngoéo một phát trong một buổi chiều nga đã chiếm ba cái thành của phía ukraine rồi đồng thời ngay lập tức sau khi tiến chiếm thì Nga đã tung các đòn tấn công trở về Stemakivka ngay lập tức từ bờ ba hướng. Và tiếp tục uh, phá các cái cầu tạm và các cái cầu chính ở vùng Kupian, Senkovka. Vâng, như vậy thì nghe thông tin như vậy có vẻ nó không được thuận lợi lắm cho phía Ukraine, đúng không ạ. Rồi uh, sau đó thì... Uh... À, vâng, đây là giải phóng rồi. Tôi tưởng là làng thứ tư bởi vì cái làng này... Tất cả những làng này nó đều có hai tên, quý vị ạ. Làng uh, Miaraza thì nó gọi là làng Atmos, còn cái làng Anripka thì người ta gọi là Razoda. Đấy cho nên là mình cứ nhầm, mình cứ tưởng là Nga giải phóng năm năm làng trong một buổi chiều thì đúng là điên mất. Và, và những cái thông tin về việc giải phóng làng thì thôi khỏi liên quan đến những vấn đề tiến quân nữa đúng ạ? Đấy nó quá, nó nó quá dữ dội rồi. Sáng nay thì chúng ta đã có một cái đột phá cực quan trọng của phía Nga khi họ đánh chiếm 100% hoặc là phần lớn 3 phần 4 cái ngọn đồi trắng này, đây là một trong những điểm khởi đầu để dẫn tới cái sự sụp đổ chiến tuyến phía đông của vùng Sievec của Ukraine. Mà trọng tâm của nó chính là cái khu vực uh, Veno uh, Kamianske. Sáng nay thì Nga đã chiếm được khu vực quan trọng nhất khó nhất trong vòng một năm vừa rồi họ đã không đánh được. Chiều nay thì họ đã mở rộng trận địa để trông nó tròn trịa hơn, tiến về cái trung tâm thị trấn. Vâng, đây quý vị có thể nhìn thấy cái trận địa mà Nga chiếm được nó nằm ở cái chỗ này này, đây này. Đấy. Khu vực này này là nơi mà nó có những cái cao điểm, nó có sườn phía bắc phía nam. Bây giờ thì Nga chiếm được cái sườn ở cánh ở phía bắc rồi. Phía nam thì họ đã đẩy Ukraine ra khỏi cái phía đông nam, chỉ còn lại cái hướng tây nam thôi. Như vậy là cũng khá thuận lợi để Nga chiếm nốt phần còn lại và dí vào mà gọi là mạng sườn đúng không ạ của cái thành dài loằng ngoẵng này. Và ở đây thì chúng ta thấy đây là thành quan trọng nhất bởi vì nó gần nhất với lại Sivec. Nó trên một cái ngọn đồi nhưng mà nó lại khá cô lập với xung quanh. Cho nên khi Nga đánh được khu vực Biholodivka rồi chiếm được phía đông và đang tấn công vây hãm Ukraine ở Spine thì rất có khả năng họ sẽ chiếm được cái làng này. Chiếm được làng này thì coi như là cái này lên bảng phong thần. Đấy, có nghĩa rằng là, vâng, có nghĩa là nó đếm số thôi. đấy thì còn cơ bản là nó cũng không thể sụp ngay được, nhưng mà nó đẩy tình trạng vào cái, cái, cái tình huống khẩn cấp sẽ những cái gì mà nó khẩn cấp nó khiến Ukraine sẽ rất mệt, bởi vì họ bỏ thì thương mà vương thì tội. Họ không có thói quen bỏ đất, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chắc chắn họ sẽ phải lao tâm khổ tứ điều binh khiển tướng rất mệt. Giao tranh đang dữ dội ở đây với việc nga tấn công liên tục từ ba hướng rồi bây giờ thì uh, họ đang dùng uh, FAB và đặc biệt là pháo phản lực nã vào trong trung tâm Rastorica. bom FAB 1500 và bom uh, nhiệt áp uh, hút chân không đang ném vào trung tâm Sievich như vậy cho thấy rằng phía nga đang tiêu hao lực lượng viện binh của Nga ở trung tâm rồi tấn công ác liệt vào các khu vực là tiền tiêu bằng pháo phản lực trước khi họ thúc giục bộ binh của họ tiến lên đúng không ạ ở hai khu vực uh, à, ba khu vực khu vực này đúng không ạ <laughs> và cái khu vực uh, Rasdoripka nói cái ông tiếng nga này xong rồi ấy, mà mình nói tiếng anh là rất khó à, hoặc là vâng lúc bây giờ nói tiếng việt hoặc nói tiếng ý thì nó chuẩn hơn bởi vì nó rất nhiều những cái uh, cái sự ròn rã trong cái lưỡi ấy, quý vị Đấy. còn cái tiếng anh thì nó lại nhiều gió nó lại uốn éo yểu điệu hoặc là tiếng pháp cu-ze-mông-en-soa còn ở khu vực này cũng là một khu vực mà nga có những cái đột phá trong chiều ngày hôm nay có thể nói là đột phá sau khi mà họ đánh bật ukraine ra phần lớn ở hướng tây quan trọng thì bây giờ nga đã củng cố hết chiến tuyến hình bán nguyệt vòng cung lõm ở đây rồi ukraine rất khó để phản công lại không những thế sáng nay chúng ta vừa nói về việc là nga sẽ đánh lan sang khu vực phía nam phía bắc đúng không ạ thì ở phía bắc hiện nay họ không có đánh lên được phía trên bởi vì vướng cái trận địa ở đây vẫn còn đang giang dở nhưng họ đánh sang bên này, đang giao tranh dữ dội với Ukraine bên này. Ukraine đang phản công bằng UAV dữ dội vào trận địa bên này bờ sông, bên phía tây bờ sông của phía Nga. Còn mũi tấn công của phía Nga phía dưới lại tạo lên một cái bước đột phá khá quan trọng. Đó là họ đã chiếm đâu đấy, vâng, có thể nói là một cái khoảng rất lớn và làm tiền đề cho việc Ukraine sẽ mất cả khu vực phía dưới này. Đây, mình cứ vẽ bừa nó tầm như này quý vị ạ. Đấy, rất to đấy tức là cái phía đông và phía đông nam của làng ivaneska đông đông nam và phía nam ivaneska đây chính là cái bàn đạp và cánh rừng đã giữ thế trận của ukraine tốt ở hướng phía bắc Kikicha. đúng không ạ thì, thì bây giờ nga đã chiếm ngoéo mất cái phần quan trọng rồi à, không phải là quan trọng nhất nhưng mà nó đã tiếp xúc vào cái trận địa của ukraine ở giữa này bây giờ họ sẽ bị nga tiếp xúc từ ba hướng rất khó để đỡ còn phía ukraine thì nói rằng họ đánh bật nga một vài cứ điểm ở phía tây của làng kikitcha ở khu nạc nhưng mà cũng không có thông tin cho nên là và cơ bản bây giờ đánh ở đây cũng không chả giải quyết cái gì nữa rồi đưa quân đến mà trấn thủ ở những nơi khác đúng không ạ chứ còn giữ ở đây nữa thì vừa hao binh tổn tướng mà găm quân ở trong đấy không khéo là cũng không có đường về Thế còn ở khu vực trung tâm thì uh, giao chiến vẫn diễn ra ác liệt, quý vị nhé. Phía nga liên tiếp, liên tiếp đẩy lui những đợt phản công uh, trên quy mô nhỏ của Ukraine để chiếm lại các vị trí họ vừa chiếm trong vòng 24 giờ. Nhưng mà nga đã kiên quyết uh, củng cố trận địa, cho nên những cánh quân và vũ hẹn nặng của Ukraine đã rút một phần về pháo đài sát với bờ sông, còn phần còn lại đã rút sang bên kia bờ sông để dàn trận ở phía bên kia và giới tuyến ở đây chúng ta đã được thiết lập theo cái cánh vòng cung như chúng tôi vừa nói quý vị. Một bước tiến rất quan trọng của phía Nga trong ngày. Và liên tiếp những thông tin rất xấu với Ukraine ở mặt trận Adipka. Sáng nay thì chúng ta có 75 80% nằm trong tay Nga. Chiều hôm nay thì chính thức Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc họ đã tiến thêm hơn 1 km nữa về hướng bắc để chiếm luôn cả con hồ này và coi như là họ đã giải phóng luôn đô bộ và bây giờ thì quân của họ không những giải phóng mà họ còn đánh thẳng về -de -de đấy Và bây giờ nó chỉ còn cách cái khu vực này đâu đấy, nó dưới cái 6 km chứ cũng không phải là 7 km nữa. Đấy. Tức như vào đây thì chưa gì đã thấy mũi nở hoa nhanh rồi, không biết là nở theo những cái hướng nào. Đây chúng ta đã thấy này, tấn công ngay vào đây rồi. Như chúng ta đã nói, đúng không ạ, khả năng Nga thấy quân Ukraine rút đi, tháo khỏi trận, chạy khỏi trận địa cho nên họ đã truy kích và họ nở hoa tại chỗ luôn. Vậy là chính thức thành này đã rơi vào tay Nga 100% kiểm soát. Chưa hết ở thành này thì hôm nay hai cái trung đoàn đặc nhiệm của phía Nga cũng đã tiến quân từ hướng phía đông và hướng đông bắc vào và họ đã chiếm được cái làng này rồi. Đấy, còn tất nhiên thì nó chiếm thì nó vẫn là như ở phía trên sẽ phần còn lại của bao nhiêu đấy của Ukraine vẫn giữ ở chỗ này đúng không ạ? Nhưng mà cơ bản là cứ làng nào mà Nga nói theo kiểu chiếm này thì nó sẽ mất thôi Đấy, Nhưng mà chiều nay thì những thông tin về việc Làng này coi như là lên đĩa rồi quý vị ạ À không phải lên đĩa, thôi không, lên đĩa rồi Tức là chỉ chờ gắp vào mồm thôi Chứ không phải là ở trên thớt là phải nấu nướng gì nữa Có nghĩa là bây giờ Nga đã làm các cái công tác dọn dẹp rồi Đấy, và họ chỉ còn cái giai đoạn cuối cùng Và không những thế Chiều nay thì đã có nhiều cánh quân của Nga đang hướng về Novoselika Vậy là rất có khả năng thì họ đánh xuyên qua khu vực này đúng ạ. hướng về thôi thì chắc là cũng chưa đến gần nhưng mà nghe cái tính đe dọa của nó rất cao và thậm chí những cánh quân ukraine đã rút về đây xong rồi rút về phía tây và thậm chí nhiều cánh quân đã phải rút hẳn khỏi novoselica bị sợ là những cái vũ khí hạng nặng và tập trung đông sẽ bị phía nga nhòm ngó và tấn công. còn phía nga buổi sáng thì họ đã tiến được ở hướng phía umanske lên hướng đông bắc hướng tây bắc hướng tây của semenivka hướng đông nam của Solovio đúng không ạ và hướng phía nam của Sokin rồi họ đang bao vây ở từ ba hướng và làng Sokin như vậy rõ ràng ở đây chúng ta thấy Ukraine đang và đang thất thế toàn diện đúng không ạ không có thông tin gì về giao tranh giao tranh vẫn dữ dội nhưng mà không có diễn biến gì ở dưới còn chiều nay phía nga lại tiếp tục có một bước tiến về hướng phía tây nam nữa ở khu vực này chúng ta sẽ chờ xác định tọa độ sau nhưng mà đây thì nó cũng chỉ giải quyết cái điểm thắt nút cổ chai đây mà chúng ta đã nói mấy ngày vừa qua thôi. Một bước tiến rất quan trọng, đúng không ạ? Thể hiện cái tham vọng của Nga để giải quyết toàn bộ những cái khu vực đường tàu và cái hồ này để làm bàn đạp tấn công vào khu vực uh, ở phía đằng sau Herolivka. Đấy là lý do mà phía Nga đã chiếm đây này nhưng mà họ vẫn để một vài cái dãy nhà đây để mà họ làm cái câu view. Đấy, rồi sau đó Nga đánh chiếm khu vực này ác liệt, trả vờ đánh lên phía này. Đấy, tôi vẽ mò quý vị nhé. Thế nhưng mà rất có khả năng đại quân sẽ luồn ra đằng sau lưng địch để mà vỗ vào sườn phía địch ở khu vực này. Rồi mũi này sẽ càn quét nốt các tòa nhà để cùng tiến công về hướng phía Tây. Trong khi Ukraine sẽ mải mê dàn quân phòng thủ ở hướng phía Bắc của Krasnodarivka, đúng không ạ? Vâng, một bước tiến nữa ở đây. Như vậy là những bước tiến liên miên trong 24 giờ của phía Nga còn bây giờ ở hướng Konstantinivka thì chúng ta đã có những bước tiến liên miên của phía nga trong cái lòng chảo thung lũng này ở đây rồi Ukraine đã điều thêm một tiểu đoàn nữa viện binh cho lữ đoàn số 79 ở đây sau khi viện binh xong Ukraine liên tục vào các cuộc tản công phản công vào từ ba hướng và mũi đang tấn công của nga à, cũng từ ba hướng đường tàu cánh sườn ngọn đồi cộng với lại thung lũng và những đợt tấn công của Nga thì đều bị phía Nga đẩy lui hết và cái gọi là sinh khí của cái lữ đoàn, cuộc tiểu đoàn này bị gọi là tổn thương nghiêm trọng. Còn buổi sáng thì chúng ta đã có những trận giao tranh đã bắt đầu diễn ra ở phía đông nam Konstantinivka đông Konstantinivka và ở phía tây của Paraskovkivka, à, tức là giao tranh đã sát tới gọi là sườn của cái pháo đài rồi. Vẫn chưa hết tin buồn đối với Ukraine. Chiều nay thì phía Nga tiếp tục tổ chức những đợt tấn công đánh chiếm một loạt các cái trận địa của Ukraine ở hướng phía bắc của Nivensk để chuẩn bị một loạt những cái công tác mở màn cho chiến dịch tấn công bao vây Buleda. Ai cũng biết vì cánh phải đang rất manh động rồi. Hướng cánh trái Novodonetsk và Novomeyer, Nga cũng tổ chức tấn công đánh chiếm bên kia bờ sông không có thay đổi đáng kể nhưng mà họ đã đánh chiếm được khá nhiều những cái chiến hào chạy dọc theo bờ sông và như vậy chúng ta có thể thấy rằng là trận địa ở đây nó rất khẩn trương đúng không ạ cho phía Ukraine và cái này thì những cái này chúng ta cũng đã từng đưa ra những cái dự đoán rồi à, nếu mà hai cánh mà đánh ác liệt thì khu vực ở giữa này sớm muộn thôi đúng không ạ và khả năng đây là công tác dọn dẹp sẽ còn đánh lớn nữa nếu như mà Ukraine không giữ được cái bờ sông này và buổi sáng nay chúng ta nói về việc là nga sẽ đánh uzoseo sớm thôi chiều nay thì quân của họ đã tập kích từ ba hướng uh, vào đây và ít nhất thì họ đã chiếm được một khoảng nào đó vâng một khoảng uh, chắc là cũng phải tương đương khoảng độ 1-2 km vuông nào đó ở chỗ này đã bắt đầu rồi và thị trấn này sẽ mất khu vực trung tâm và mất 2 phần ba ít nhất là tương đương với lại cái phần nga đã chiếm được ở phía bên tay trái đúng không ạ Đấy, như vậy là nó không có cái gì bí mật ở đây nữa quý vị ạ đến đây thì mọi việc nó đã ngã ngửa ra hết rồi chỉ có điều là sau khi nga chiếm được toàn bộ hai thị trấn này họ chiếm được cái này hoàn toàn rồi nhé, công bố giải phóng rồi cái này thì chắc là trong những ngày sắp tới thôi thì sau đó nga làm gì mới là cái điều mà chúng ta tò mò đúng không ạ vì ở đây chúng ta sẽ có thế trận uh, từ uh, rất nhiều hướng để cho nga có thể tấn công uh, novodonet rồi cái khu vực gọi uh, là trung tâm ở giữa cánh đồng này đúng không ạ hướng chính hai bên bờ sông này thì hướng nào đặc biệt là hướng bên phải Rivopin, ngọn đồi, à, con đường, vân vân sẽ là những cái ẩn số rất quan trọng mà phía nga đang giấu Ukraine. Nếu mà họ tiếp tục giấu được và ỉm đi các mũi tấn công như thế này ấy, mà vô thanh vô tức họ đã chiếm được hai thành quan trọng của Ukraine này thì có nghĩa là những thành này đối với nga còn dễ hơn rất nhiều. Chỉ khi đến khi nào họ chạm vào cái khu vực Verica với lại Velika vì đây nó chính là hai thành tiền tiêu có sức phòng thủ tốt nhất và cũng ở là hai hành to nhất đấy và có thế trận phòng thủ cũng tốt nhất nữa luôn thế mà cũng đã mất mà gần như là tôi không cảm giác là nga đã trải qua một cái cơn biến động nào đáng kể về binh lực của họ quý vị nào mà chúng ta tiếp xúc được với những bản đồ ukraine thì cũng thể xem nhé họ đã thừa nhận tất cả những bước tiến mà chúng tôi vừa nói rồi trừ mấy cái làng mà nga vừa nói chiều nay thôi vì thói quen các bản đồ ukraine ấy, họ sẽ cập nhật từ ba đến bảy ngày muộn và như vậy là chúng ta có 24 giờ rất khủng khiếp đúng không ạ? Nga đánh chiếm giải phóng gọi là liên miên. Bây giờ cũng không đếm được bao nhiêu thành nữa rồi. Trong vòng 24 giờ, mặt trận tiếp tục sụp đổ, tổn thất trong ngày 1800 rất là dã man. Không có một cái thông tin gì tích cực cho phía Ukraine trong ngày hôm nay, thậm chí là cả những vụ tấn công attack cũng có vẻ như không tạo được một cái kỳ tích gì. À, vâng thông tin uh, tốt lành ở phía Ukraine thì nó không liên quan đến họ lắm, là Nga đã bị rơi một cái máy bay Su-34 ở khu vực này à, vì lý do kỹ thuật. Đấy, thế thôi, đấy là thông tin tốt cho phía Ukraine. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những thông tin rất sôi động trên chính trường chiến cuộc trong ngày hôm nay.